cồn một cày. Ui, gây ra này luôn. Cồn năm lá. Mình sẽ chỉnh đánh mình lắp lên trên chắc. Bên này cho nó dễ. Ok. Ok không ạ? Bỏ côn nó đi. Xếp ốc. Anh bán nhé. Xếp bằng nhau. Xếp lại có gáy. Xếp bình thường là ok. Đèn vào. Đây là côn này, như là bên này có miếng sắt này, là côn này, là sắt dưới này, là côn, là sắt, là côn, là sắt đều nhau này. Bộ nó là vào mình bóc côn làm chỉnh lại được, chỉnh cho nó bằng nhau. Để lắp đây cho vừa mấy này, muốn lệnh tầm lệch tâm nha, thì lắp vào rồi mình bóp xong mình xoay vòng nó vừa là ok nha. Lắp
là bì. Bì côn. Nào mà em bôi vào thì mình sẽ chỉnh nhá. Rồi, xong rồi nhá. Mình các biết chỉnh nhá, lắp vào thì biết bóc quần vào chỉnh nhá. Và lúc vào là ok chỉnh nhá.